heo nái sắp sinh cần bổ sung những chất dinh dưỡng nào? Thì video hôm nay mình sẽ làm về chủ đề bổ sung chất dinh dưỡng cho heo mẹ sắp sinh mọi người nhé. Thì để đảm bảo cho heo mẹ khỏe mạnh và sau khi sinh được an toàn mọi công việc như là đi lại và cung cấp dinh dưỡng cho heo con, thì chúng ta cần bổ sung thêm vitamin và canxi để cho heo mẹ xương khớp được vững chắc và nó giúp cho heo con tạo xương, cái vấn đề tạo xương trong bụng mẹ được tốt. Thì chúng ta cần bổ sung vitamin và canxi, nhưng mà chúng ta phải làm sao cho đúng cách. Thì khi chúng ta nuôi heo nái, chúng ta cần phải hiểu được các vấn đề là tại sao phải bổ sung vitamin cho heo nái và heo con, và bổ sung vào thời điểm nào và liều lượng bao nhiêu để đảm bảo tỷ lệ sống và khả năng tăng trọng cho cả heo mẹ lẫn heo con sau khi sinh. Thì bình thường khi heo mẹ đã phối giống thành công thì trong giai đoạn mang thai chúng ta phải cho ăn theo lịch trình. Mình đã làm một cái video hướng dẫn cụ thể cho bà con rồi, từng giai đoạn một chúng ta nên ăn, cho ăn nhiều hay ăn ít, thì cái đấy bà con nên tham khảo lại những video trước. Còn sau khi đến cái giai đoạn mà sắp sinh ấy, thì chúng ta phải bổ sung thêm vitamin ADE và canxi cho heo nái. Thì vitamin nó có tác dụng kích thích tăng trưởng và tăng trọng. Trong đó thì vitamin ADE là ba loại có tác dụng kích thích tổng hợp các tế bào cho cơ thể tạo xương và phát triển cơ bắp. Bổ sung vitamin ADE cho lợn nái và lợn con thì sau khi sinh lợn con sẽ hồng hào, mượt da, mau lớn, chống còi cọc, chống xù lông và chống tiêu chảy. Khi mà thiếu vitamin thì lợn con sẽ bị giảm sức sống, dễ bị chết, yểu, dễ còi cọc, dễ mắc các bệnh về máu và về da. Lợn con sinh ra không có mắt do thiếu vitamin A. Tuy nhiên nếu dùng không đúng liều sẽ phản tác dụng, làm cho heo kém ăn, còi cọc, chậm lớn. Vì vậy cho nên là chúng ta phải bổ sung thêm dinh dưỡng, canxi và vitamin để cho đúng thời gian, đúng thời điểm cho con heo nái được tốt, và khi sau khi sinh con được khỏe mạnh và heo sẽ đẹp hơn mọi người nhé. Thì trước khi sinh từ 15 đến 20 ngày thì chúng ta nên chuẩn bị một túi vitamin ADE là tổng hợp cả ba loại trong đấy để chúng ta bổ sung cho con heo nái. Mỗi ngày chúng ta cho ăn khoảng 1 đến 2 thìa ăn cháo đấy bà con nhé, khoảng tầm 5 gram thôi một ngày ấy, là chúng ta trộn ăn như vậy để bổ sung thêm cho con heo và kích thích cho con heo ăn khỏe và ăn nhiều hơn. Tại vì đây là chất đã bổ rất là thơm nên con heo rất ham ăn. Mình trộn thêm nước để hòa cho cái vitamin nó hòa tan trong nước mọi người nhé. Còn đổ vào máng thì máng nó vẫn sạch, nhưng mà mình đổ ít mà sợ nó bị dính vào xung quanh, nó lãng phí mọi người ạ. Nên là mình phải đổ nước vào, chứ vòi nước của mình ấy vẫn có nước mọi người nhé. Thì chúng ta cho heo nái ăn thế này thì đỡ phải bổ sung thêm canxi. Còn anh chị em nào mà ở miền quê ấy, không mua được vitamin ADE thì chúng ta có thể bổ sung thêm rau xanh và cua đồng ấy. Cua đồng chúng ta về giá nhỏ nấu lên trộn vào cám thì cũng tốt mọi người nhé. Trong cua đồng có canxi và dinh dưỡng trong đấy rất là nhiều, nên là chúng ta có thể cho heo nái ăn. Thì tại vì heo nái là nó nằm nhiều nên là dễ ảnh hưởng về bệnh xương khớp. Sau khi sinh có thể nhiều con sẽ dẫn đến bại liệt mọi người nhé. Nên là chúng ta nên bổ sung thêm cho con heo nái, và để cho nó đủ đầy đủ chất dinh dưỡng sau khi sinh thì heo mẹ vừa khỏe và heo con cũng khỏe đẹp, nên là chúng ta cần phải chú trọng về vấn đề này. Cái bí quyết nho nhỏ đơn giản nhưng mà hiệu quả bà con nhé. Tại sao có một số anh chị em cứ hỏi mình là heo nhà anh nuôi làm sao mà lại nhanh lớn đến vậy, thì xin thưa với bà con rằng là cái thời gian heo con mới sinh ra mà chúng ta chăm sóc tốt, đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ vitamin, thì cái giai đoạn đầu ấy con heo mà phát triển tốt thì giai đoạn sau là heo thịt, heo thương phẩm nó sẽ lớn nhanh bà con nhé. Còn giai đoạn đầu mà bà con chăm sóc không nhiệt tình, không chu đáo, không đầy đủ dinh dưỡng ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng về sau. Nên là mình làm cái video này là muốn gửi tới cho bà con một cái bí quyết nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình sinh trưởng con heo đấy bà con nhé. Nên là anh chị em nào mà cảm thấy thích hợp, cảm thấy áp dụng được thì chúng ta có thể áp dụng theo bà con nhé. Mình làm video mình không bao giờ giấu nghề bà con. Mình đã từng vấp ngã rất nhiều lần, nên là khi chia sẻ đến đây là mình cũng chia sẻ nhiệt tình và hết mình với bà con. Còn những cái gì mà mình không biết thì mình sẽ nói là không biết, để cho bà con tự tìm cách giải quyết cho nó an toàn, mình không nói linh tinh. Còn một số anh chị em nào mà biết rồi hoặc là không muốn nghe thì có thể bỏ qua những video mình làm bà con nhé. Mình cũng xin mong anh chị em thông cảm cho. Còn rất cảm ơn tinh thần bà con vừa qua đã ủng hộ và theo dõi kênh của anh Nông Dân 9x thời gian qua. Còn bây giờ mình sẽ quay lại để xem con heo nái vừa rồi nó ăn như thế nào, mình quay cho bà con xem nhé. Ok, thì đây mình sẽ mở ra cho bà con xem luôn. Đấy, bỏ vitamin vào, trộn hòa nước, nó ăn hết sạch xanh xanh luôn bà con nhé. Nó chỉ còn chừa một ít này là dính vào kẹt máng, nó không ăn được thôi. Thì cái vitamin này nó kích thích cho con heo nhanh ham ăn và nó đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng sau khi sinh mọi người nhé. Tại vì heo nái sau khi sinh nó dễ bị bại liệt bởi bà con ạ. Nên là đây là một cái bí quyết để giúp cho heo nái không bị bại liệt què chân sau khi sinh mọi người nhé. Ở đây con heo nái mình chăm sóc bao lâu nay, chỉ còn mười mấy ngày nữa là sinh mà ra rỉa hồng hào đây bà con xem nhé. Thì hy vọng là video này có thể giúp ích cho bà con trong chăn nuôi. Xin chúc cho bà con thành công. Xin chào và tạm biệt mọi người. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ anh Nông Dân 9x nhé bà con nhé.